Ok, thì giờ mời các bạn đã trở lại với channel của mình. Nay mình sẽ trở về với Wolfie và mình sẽ làm cái này AK Alpha kiểu Mỹ. Nó mới tặng 2 giờ ấy, có 2 giờ mình lấy ra mình làm luôn. Ghê đấy. Mình chưa quen khẩu này nữa, nó tặng ít giờ quá. Mỗi lần vô bắn được có con dán mình đi ra. Ôi. Phòng như chưa đông lắm thôi. Nào. Cái này bắn thấy nó đầm tốt. Ôi, họ không thấy luôn á. Ôi, thôi. Trời, núp vào chổng bắn à. Đâu thấy đâu. Con nào lồi lõm không? Đấy. Ôi bị cái S thằng này nè. Trời tiếc ghê. Nó biết mình đây rồi. Chết. Chơi. Chết. Giết tôi chi? Ôi mét. Sư phụ già này chuyển mét hả? Nãy thấy cầm súng trường cái bắn phóng lũ không? Giờ cái chuyển mét. Cái này mình không biết cái gắn cái tay cầm nào nữa. Tay cầm này thì nó tăng tốc độ thay đạn thôi. Giảm nhẹ giật. Đâu nào bên đây. Kèm hoài vậy mấy ông. Ôi ghê đấy. Đây, thấy cái thằng bên đây đúng không? Ôi thôi. À, ôi, bắn gì mà top được. Anh sợ thôi chút nữa, sợ mấy ông. Mấy ông thánh thú mấy ông vô cái. Mình hiếm bao giờ top này đó. Rất hiếm luôn. Thôi cũng hên được cái double kill. Không có ông nãy dưới đây ngon rồi. Chết đi, trời. Trời, chết bơm chắc đi. Cũng dính nữa. Biết mà. Trời, con hả? Ui, cái gì vậy? Chạy vô đây à. Biết mà. Ủa? Chạy đâu hết rồi. Ôi, full đam. Mém chết. Quỷ. Đổi qua, thấy không? Gặp mấy ông bắn giỏi vô là. Trời, cho bơm cung sông nữa.
Chết đi. Chạy đâu? Dưới đây hả? Ôi, chưa đập đạn xong nữa. Ha, mình ra sớm quá. Xui. Tụng nghèo mô sát. Chết. Bơm ai mạnh hơn. Còn cái chết ai không? Không bị treo mấy hả ta? Đây. Chụp bơm ai á. Trời bơm ai mày. Thôi hết đạn. Má cái nòng ngay nó luôn. Không bắn kịp nữa. Ê, đây 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 đây. Trời ơi, hai thằng xin điếp. Má bắn kinh vậy mà. Đông quá. Phòng bắt đầu náo loạn rồi đó. Vậy mới vui. Phòng nhiều tân binh. Ôi, vậy mà cũng chết. Tấp gì? Đéo được tấp nổi đâu. Trời ghê. Ghê ghê. Ơi, đứng gì bản. Thôi vậy được rồi. Ôi, ông Osat, ông vô sao á. Ông làm snip. Mắng kinh thiệt. Thôi thôi, có cái mặt của mình chảnh là được rồi. Nói chung cây này cũng khá ngon chứ, đâu hề. Không có nửa tệ đâu. Nếu mà gặp đúng tay thì bắn phê nữa. Trời, độ chính xác của ông 58% snip KD 02.3. Ôi. Gặp mấy ông tay to hơn, chịu thôi. Này cũng gặp hên đấy chứ, bắn. Nói chung là hôm nay mình thấy trận này bắn được chứ ơi. Không như mấy lần trước bắn 7-8 hay không à. 7-8 nhiều. Cây này khá ngon. Mà không biết mua vĩnh viễn ở đâu. Mình cũng chẳng ham vĩnh viễn kìa ở đâu. Có tặng cho cây vàng chơi được. Lâu lâu vô tặng cho mình thì chơi không nhiều mà. Tặng mấy giờ mình bắn chơi nó tí thôi, mình nghĩ. Tay cầm này giảm nhẹ đồ giật. Hiệu ứng rung giật nè. Tăng tốc độ thay đạn nữa. Giảm thanh bự bự giống như cây S12. Cây gì ta? Sấy gà phải. Nói chung về AK thì nó cái thân này nó giống giống nhau. Cùng là AK mà. Ok thì chắc là clip của mình cũng tới đây ha. Thì cảm ơn tất cả bạn đã xem clip của mình nha. Nhớ like cũng như subscribe để ủng hộ channel của mình nha. Cảm ơn tất cả các bạn nha. Bye bye.